giờ đến giờ rồi. Xác định là ít mà. Chị có nhắn tin vậy là xí để làm xí gì ấy. Có làm mặt không? Làm mặt đi, làm chăm sóc da thêm vô cho ấy. Bữa trước nói kìa. Làm mặt trước đi, rồi xí gì ấy hả? Xí chị làm ấy, cứ rửa mặt trước đi. Dấu nó còn không? Còn mấy ít là nó có sẹo lỗ mà. Nó đầy lên chưa? Đầy lên, ý là thấy lỗ nhiều hả? Bà này là cơ địa bà bị lỗ mới không? Em học sinh đi mới mua về đây.
sinh mới trốn học về, mới trốn về Việt Nam du học. Cô cây thôi nhỏ cái rồi giảm nổi nổi. Cá mưa to ghê đúng vậy. To lắm. Ừ, ở dưới em mưa to lắm. Em sợ lục không có tiền. Ở thành phố mà cứ bị sợ. Sáng gặp ông chế cà phê ông nói đi chứ ông ngủ mà chập cái ông mở mắt ra cái ông phải xuống dồn đêm qua bị ngập đấy. Em sợ rồi, tại vì ra nó ngập là chỗ của hắn là ngập lên 2 mét luôn mà, gần 2 mét chứ chưa tới cc nữa là 2 mét. Mình cũng ít. Mưa to mà cũng xiên không ta? Chung, ướt hết áo lạnh hả chừng. Có sưng không em? Thì có sưng chỗ nó không? Mạch chưa. Có bên không thì ác vậy. Trời không có phòng mà có mũi nổi đâu. Xong nổi. À, tối hôm qua chị mới xịt chứ. Chị xịt chân cháy cháy luôn. Chán coi cháy mới đứng quét ra là nghèo luôn rồi đó. Trước khi chị xịt mũi chị nói với dám chui ra hết đi. Chị ra nhanh rồi xịt chết hết rồi. Về một dí ngày bữa xịt trời ơi dám ơi là dám có còn với mấy thấy quét có còn với mấy đúng không chị? Dán là 1 tỷ đấy, một con là 1 tỷ đấy chị. Nghe chị Long nói cái bị ám ảnh theo luôn đó. À, ấy nó là dán bụng người là có lọc gì nữa. Không mà đúng mà em chị thấy mấy lần rồi. Chị bắt dán bỏ bụng người. Lấy dán giả là tiền giả vô đó nghe. À, muốn biết chị đó có dán giả liên hệ chồng Thuận. Chồng Thuận là nhiều con lắm, con chìm gói. Thằng lão em ơi đang xịt. Một câu nên kiểu xí xí mình khó ra này. Bên kia hết trời chị hả? Lấy gì sợ? Gì vậy? Câu này hình như nặng mấy lần rồi. Đúng mà em? Dạ. Có cái đầu tiên đó kệ làm màu xíu được đỡ hơn là bèo giặt mai trâu với cái sau mới tức hay tại vì họ chẳng xem cái phía sau thu hút.